Nga kéo căng lực lượng Ukraine trên 1.000 km trên tuyến, gặt hái nhiều thành công lớn. Nhà máy ở Kiev bốc cháy sau đòn tập kích từ tên lửa và UAV Nga. Chớp cơ hội vàng để tấn công Ukraine ở Kharkov, Nga được và mất gì? Tổng thống Mỹ Joe Biden gây chú ý vì giáng đứng bất động. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Với việc mở thêm hướng tấn công mới ở Sumy, Nga đã kéo căng lực lượng Ukraine trên khắp chiến trường dài hơn 1.000 km và đạt được nhiều thành công lớn. Theo đó, giới truyền thông Moscow đưa tin, nhóm quân trung tâm của lực lượng vũ trang Nga đang tiếp tục giành thêm nhiều khu định cư ở lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR, mà mới đây là lực lượng Nga đã kiểm soát thêm hai làng ở khu vực phụ cận thành phố Avdiivka. Ngày 11 tháng 6, lực lượng vũ trang Nga đã đánh bật các nhóm quân Ukraine khỏi hai khu định cư Novoalexandrovka và Novopokrovsky ở tây Avdiivka. Bên cạnh đó, các nhà phân tích quân sự Ukraine lo lắng rằng bước tiến của quân đội Nga ở khu vực chiến sự này vẫn đang tiếp tục và khó có gì cản được. Đặc biệt, một trong những nhà tuyên truyền chính của chính quyền Kiev là ông Konstantin Masovets đã phải thừa nhận rằng lực lượng vũ trang Ukraine không thể ngăn chặn bước tiến của quân Nga theo hướng Pokrovsky và buộc phải rút lui. Nhà phân tích này cũng thừa nhận những thành công của Nga theo hướng Ocheretino, Botvinnytsia và Fannin rằng bộ chỉ huy Ukraine vẫn chưa giải quyết được cuộc khủng hoảng, rõ ràng là đã phát sinh trên gần như toàn bộ khu vực hoạt động của nhóm quân trung tâm Nga. Sau những thành công bước đầu ở khu vực Kharkov, lực lượng vũ trang Nga đã chuyển từ tấn công sang chống phản công, bố trí hệ thống phòng thủ mạnh ở hai làng Lipsy và Vokchan ở bắc Kharkov, tập trung chặn đánh lực lượng Ukraine ngoài công sự, với mục đích chính là tập trung loại bỏ lực lượng dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực này. Những khó khăn của Kiev càng thêm chồng chất khi trong mấy ngày qua Nga đã tung ra các trung đoàn thuộc lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Cộng hòa Chechnya từ vùng cớt của Nga vượt biên giới Ukraine, tấn công kiểm soát các ngôi làng biên giới ở khu vực Sumy. Trước đó, các chuyên gia quân sự Nga đã thông báo rằng, sau khi Kiev chuyển một phần đáng kể các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine từ mặt trận Donetsk lên tăng viện cho mặt trận Kharkov, hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine bắt đầu đồng loạt sụp đổ ở một số khu vực. Không còn khả năng kìm hãm sự tấn công dữ dội của lực lượng vũ trang Nga, các nhóm quân đồn trú của Ukraine đã rút khỏi vị trí phòng thủ của mình tại tiểu khu Kanan ở thị trấn Chasovia. Hiện các đơn vị tấn công của lực lượng dù Nga đang tiến về phía kênh Svoboda Donetsk, Donbass. Trong khi đó, Nga cũng đạt được những thành công mới ở khu vực Kupiansk phía nam Kharkov, gây sức ép mạnh lên nhóm quân Ukraine phòng thủ ở thị trấn chiến lược này. Trong khi Ukraine không còn lực lượng dự bị để tăng viện cho rất nhiều khu vực đang bị quân Nga tấn công đồng loạt. Lực lượng Nga tập kích tên lửa và UAV nhằm vào Ukraine, gây hỏa hoạn tại một cơ sở công nghiệp ở tỉnh Kiev và làm hư hại một số ngôi nhà. Theo đó, ngày 12 tháng 6, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga sử dụng 4 tên lửa hành trình KH-101, KH-555, một tên lửa đạn đạo Iskander, một tên lửa siêu vượt âm KH-47M2 Kinzhan và 24 máy bay không người lái UAV Gerald 2 trong trận tập kích vào đêm 11 tháng 6. Phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ toàn bộ UAV tên lửa hành trình và tên lửa siêu vượt âm Nga, song bỏ lọt tên lửa đạn đạo Iskander. Theo thông tin từ giới chức địa phương, phòng không Ukraine đã bắn hạ toàn bộ mục tiêu khi chúng tiếp cận ở thủ đô Kiev. Tuy nhiên, trận tập kích vẫn gây thiệt hại tại khu vực khác trong tỉnh Kiev, khiến một số ngôi nhà riêng, một radar, một trạm xăng và một kho chứa bị hư hại, một người bị thương. Các mảnh vỡ rơi xuống một cơ sở công nghiệp ở tỉnh Kiev và gây hỏa hoạn. Giới chức địa phương đã điều hơn 30 thiết bị và 105 nhân sự tới dập tắt ngọn lửa. Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp Ukraine đăng ảnh cho thấy lính cứu hỏa xịt nước vào đám cháy, song không rõ lý do họ làm mờ khu vực xảy ra hỏa hoạn. Lãnh đạo tỉnh Dnipropetrovsk ở miền trung Ukraine cho biết 3 người bị thương và 9 ngôi nhà bị hư hại. Phòng không Ukraine tại Dnipropetrovsk bắn rơi 11 máy bay UAV của đối phương. Thời gian gần đây, quân đội Nga đã tăng cường tập kích nhắm vào cơ sở trọng yếu và hạ tầng năng lượng của Ukraine, đặc biệt là các nhà máy điện. Chiến thuật này nhằm mục tiêu gây tổn thất không thể khắc phục cho hạ tầng năng lượng Ukraine khi nước này khó sửa chữa, thay thế hoặc xây dựng lại các nhà máy điện trong thời gian ngắn. Các quan chức Ukraine thừa nhận hậu quả các đợt tập kích của Nga gây ra cho ngành năng lượng Ukraine mang tính dài hạn, đồng nghĩa việc tiết kiệm điện sẽ là một phần trong cuộc sống thường ngày của chúng tôi trong những năm tới. Hôm 10 tháng 5 vừa qua, ước tính khoảng 30.000 binh sĩ Nga đã bắt đầu băng qua biên giới phía bắc Ukraine vào khu vực Kharkov, mở ra một mặt trận mới khiến Kiev kéo căng lực lượng để phòng thủ. Khi ấy,
Ukraine đang trong thế bất lợi. Tuy nhiên, một tháng sau đó, tốc độ tấn công của Nga dường như đã chậm lại. Cố vấn truyền thông an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho rằng cuộc tấn công gần như đã kết thúc. Nhà phân tích quân sự Patrick Bury tại Đại học Bath của Anh cho rằng quân đội Nga đã có cơ hội vàng ở Kharkov khi tấn công Ukraine vào thời điểm là Kiev suy yếu. Ông Bury cho biết quân đội Nga chọn tấn công Ukraine vào thời điểm mà Kiev gần như cạn kiệt nguồn lực khi viện trợ quân sự của Mỹ đình trệ vì mâu thuẫn nội bộ tại Washington. Bên cạnh đó, quân đội Nga cũng bắt đầu gây áp lực lên Chasovka, một thị trấn chiến lược ở khu vực phía đông Donbass, tìm kiếm các lỗ hổng ở tiền tuyến kiệt quệ của Ukraine để tấn công. Khi lực lượng Nga băng qua biên giới vào khu vực Kharkov, lực lượng phòng thủ của Ukraine gần như không chống cự. Một binh sĩ Ukraine nói với BBC rằng quân nhân Nga chỉ đơn giản là đi qua biên giới mà không bị phản kháng. Quân đội Nga liên tục giành thêm các ngôi làng ở biên giới và tiến đến khu vực Vovchan, nơi Ukraine đặt tuyến cao tốc trọng điểm. Song kể từ đó tới nay, lực lượng Moscow chưa đạt thêm đà tiến nào đáng kể ở Kharkov. Nga tuyên bố rằng mục tiêu của họ không phải là tiến sâu vào thành phố Kharkov ở vùng Kharkov. Moscow muốn tạo vùng đệm để ngăn Ukraine tấn công vào khu vực Belgorod ở biên giới. Ukraine buộc phải đưa đơn vị chiến đấu từ Chasovka tới Kharkov để ngăn đà tiến của Nga. Chuyên gia quân sự Rob Lee của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại nhận định họ phải đưa đơn vị tinh nhuệ nhất để lấp vào chỗ trống. Các chuyên gia cho rằng lực lượng Nga ở Kharkov đã bị kéo căng quá mức và chưa được bảo vệ đầy đủ. Nick Renon là một nhà nghiên cứu của Viện RUSI đưa ra giả thuyết rằng nếu Nga đợi cho đến khi có thể đưa các đơn vị được huấn luyện tốt hơn ra chiến trường, lực lượng của họ ít nhất có thể đã bắt đầu bao vây Kharkov và kiểm soát các tuyến đường cao tốc quan trọng. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho rằng Nga đã muốn đốt cháy giai đoạn để nhanh cuộc tấn công ở Kharkov trước khi viện trợ của Mỹ được chuyển ra mặt trận. Giữa tháng trước, viện trợ mới của phương Tây dường như đã đến Ukraine với một loạt đạn pháo cập bến để khắc phục tình trạng thiếu hỏa lực trầm trọng. Chuyên gia Bury đánh giá, Moscow dù giành được thêm hàng chục ngôi làng nhưng lại đối mặt với vấn đề mới, đó là Ukraine được phép dùng vũ khí Mỹ tấn công khu vực biên giới ở phía Nga. Belgorod là khu vực dễ tổn thương với các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine và mục tiêu của chiến dịch nhằm vào Kharkov là tạo ra vùng đệm. Tuy nhiên giờ đây, Belgorod lại đối mặt với mối nguy hiểm lớn hơn khi Ukraine có thêm lựa chọn vũ khí để tấn công vào khu vực này. Mặt khác, ông Bury cho rằng quân đội Nga có thể đã không đặt ra mục tiêu đạt bước đột phá ngay trước khi bắt đầu chiến dịch tấn công Kharkov. Bằng chứng là Nga đưa ra một lượng quân và vũ khí không lớn vào hướng này. Theo nhận định của các chuyên gia quân sự, Nga có thể muốn Ukraine kéo căng lực lượng để rộng đường tấn công ở Donetsk hơn. Bên cạnh đó, vì Ukraine vẫn không thể tự chủ được lượng lớn vũ khí, đạn dược, nên họ vẫn rất dễ bị tổn thương trong tương lai. Và Nga có thể sẽ chờ thời điểm thích hợp để tăng tốc tấn công vào Kharkov. Chuyên gia của tổ chức RAND, Anne-Marie Daly nhận định, tôi nghĩ rằng quân đội Nga sẽ thực hiện nỗ lực tấn công quy mô hơn vào cuối mùa hè này. Và vì vậy, rất có thể đây là một cuộc tấn công thăm dò. Các hoạt động nhằm xây dựng mặt trận để đẩy mạnh hoạt động lớn hơn vào cuối năm nay. Vừa qua, quân đội Nga tiếp tục tấn công vào vùng Sumy ở khu vực phía bắc Ukraine, cách Kharkov hơn 100 km. Động thái này được xem là dấu hiệu Nga có thể sắp mở rộng tiền tuyến, tiếp tục kéo căng lực lượng và nguồn lực của Ukraine ở tiền tuyến và có thể sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công. Chuyên gia Renon từ Viện RUSI cho hay, cuộc tấn công ở Kharkov vẫn giúp Nga đạt được mục đích của mình là gây áp lực ngày càng tăng lên Ukraine. Tình hình Ukraine rất đáng lo ngại. Ngày 10 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cùng Phó Tổng thống Kamala Harris và nhiều khách mời thưởng thức buổi biểu diễn ca nhạc trong Nhà Trắng. Trong lúc mọi người đều nhốn nhảy, reo hò theo tiếng nhạc, ông Biden lại gây chú ý vì đứng yên, hai tay xuôi theo người và không cử động, mỉm cười, mắt nhìn tập trung vào một điểm trong khoảng 30 giây. Ông chủ Nhà Trắng không thay đổi dáng đứng, cho tới khi người đứng cạnh ông là ông Philonise Floyd quàng vai ông lay nhẹ. Sau đó, Tổng thống Mỹ trò chuyện và cụng tay với ông Philonise. Nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa, những người thường xuyên công kích tuổi tác, thể chất của ông Biden nhanh chóng chế nhạo Tổng thống. Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa bình luận về video, tại sao ông Biden không cử động thế nhỉ? Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump viết, trông thật vô hồn. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Miley nói, ai bảo ông ấy không nhịp nhàng cơ chứ? Ông Biden 81 tuổi là Tổng thống Mỹ đương nhiệm cao tuổi nhất lịch sử. Nếu tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm nay, ông sẽ lãnh đạo nước Mỹ tới năm 86 tuổi. Vấn đề tuổi tác của ông gây nhiều tranh cãi khi ông nhiều lần phát biểu sai hoặc vấp ngã trong lúc di chuyển. Hôm 4 tháng 6, tạp chí Forbes dẫn các nguồn tin nội bộ nói rằng Tổng thống Biden có dấu hiệu sa sút trí tuệ. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định ông vẫn minh mẫn.